Một ngày mới tại nhà Shin, cô cậu được mẹ mua cho một cái bánh flan. Bé Hima bỏ tới xin ăn mà chỉ được một mẩu bé. Cô bé tức quá, nảy cái đĩa, nuốt nguyên miếng bánh. Cô Shin trả thù, lôi bịch bánh của Hima ra, dốc hết cả túi vào miệng, khiến Hima oà khóc. Shin bị bố mẹ la mắng, liền bực tức hét lên, không muốn làm anh trai Hima nữa, rồi chạy ra ngoài. Bỗng Shin gặp hai ông chú, họ vô tình nghe được câu chuyện, bèn hỏi công chúa Himawari đó là em gái của Shin sao. Shin đáp đúng là như thế, nhưng giờ thì không còn anh em gì nữa. Hai người nghe xong mắt sáng rực, Shin không cần thì trao Hima cho họ được không? Liệu Shin có trao em mình cho người lạ không nhỉ? Hãy cùng chúng tớ theo dõi Movie 20 ngày hôm nay để biết câu trả lời nhé! Nào hãy cùng bắt đầu thôi! Hai người đó chạy sồng sộc vào nhà Shin tìm kiếm Hima. Hai người đặt tay Hima lên một thiết bị để xác nhận dấu vân tay. Vừa đặt lên, các vòng tròn trên máy chuyển động tạo thành chữ gì đó. Hai người mừng rỡ khi biết đây là công chúa Himawari trong truyền thuyết rồi. Cả nhà Shin vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Hai vị là bố mẹ của công chúa đúng không? Có phải hai người đặt cho công chúa cái tên xinh đẹp đó không? Shin nhận mình là người đặt tên cho Hima rồi ký vào một tờ giấy. Hóa ra đây là khế ước do Hima cho để làm công chúa của hành tinh Himawari. Cả nhà Shin được mời tham dự lễ hội. Chưa kịp phản ứng thì cả nhà bị hút vào một chiếc đĩa bay rồi phóng thẳng lên trời. Người đàn ông giới thiệu mình là đại thần đãng trí Subin của hành tinh Himawari. Nơi đĩa bay đáp xuống là một hành tinh kẻ Karo. Thành phố ngập trong các tòa nhà cao tầng xếp nối nhau. Công nghệ ở đây thì tiên tiến lắm, hiện đại vượt xa với Nhật Bản. Cả nhà bước xuống thấy mấy người rất thân thiện tiếp đón nồng nhiệt. Vào bên trong, gia đình Shin được gặp mặt đại vương Gozo Nezuki. Gozo bước xuống, diện kiến công chúa Hima và hỏi Shin là người đặt tên cho công chúa phải không. Tiếp đó, họ thắp đèn mở tiệc đãi nhà Shin. Nhạc nổi lên, tất cả bắt đầu nhún nhảy theo. Đại vương Gozo bắt đầu giải thích về vị trí của hệ mặt trời, trái đất và hành tinh Himawari. Ngoài hành tinh Himawari thì còn vô vàn các hành tinh khác. Các hành tinh liên kết với nhau tạo nên sự cân bằng. Gần đây ở trái đất thường có nhiều vụ cãi nhau trong gia đình, lý do là vì thiếu vật chất Hima. Vật chất Hima là thứ giúp thanh thản đầu óc và cơ thể. Trái đất và hành tinh Himawari chia sẻ vật chất Hima với nhau, tuy nhiên nguồn năng lượng này ngày càng suy giảm dần do việc sử dụng quá đà của người trái đất. Nếu con người tiếp tục không có điểm dừng, trái đất sẽ trở nên hỗn loạn, thậm chí là chiến tranh, dẫn đến diệt vong. Cả nhà Shin sợ hãi, không biết có cách nào cứu vãn không nhỉ? Tổ tiên người Hima lưu truyền một truyền thuyết là khi hành tinh anh em gặp vấn đề thì phải tìm công chúa trên trái đất về hành tinh Himawari. Khi các hành tinh tụ thành chữ Hima thì sự cân bằng giữa hai hành tinh sẽ được thiết lập, dòng vật chất Hima sẽ được cải thiện và hệ mặt trời sẽ được cứu. Tất cả mọi vấn đề nào là khủng hoảng, kinh tế, chiến tranh thế giới, nợ nần, phá sản sẽ được giải quyết. Sau một hồi, công chúa Hima xuất hiện, Hima trông xinh đẹp vô cùng. Shin, người đặt tên cho công chúa nên cũng được chăm sóc tận tình, rồi cả nhà chụp một tấm ảnh kỷ niệm nào. Bố mẹ Shin đã hiểu ra nhưng cũng đến lúc phải về rồi, cả nhà Shin được đưa xuống dưới. Tấm cửa mở ra, khắp mọi nẻo đường, người dân đông nghịt. Hima ở phía bên kia cũng được đưa ra ngoài, mọi người vui mừng hò reo, tung hô công chúa. Hóa ra đây là lễ đăng quang ngôi vị công chúa. Truyền thuyết đã trở thành hiện thực, hai hành tinh sẽ thoát khỏi cảnh diệt vong. Vừa nói, Gozo vừa lấy vương miện đội lên đầu Hima hoan hô công chúa. Công chúa Himawari đã ở đây và sẽ ở với chúng ta mãi mãi. Nào công chúa hãy đến cho thần dân nghe tiếng của người đi. Đĩa bay từ từ đi ra, bay về phía trước, nó bay đến đâu thì vật chất Hima bốc lên đến đó. Hima được mấy anh trai vây quanh nên quên luôn cả gia đình. Công chúa bắt đầu đi diễu hành, người dân đứng hai bên đón tiếp công chúa trong niềm hạnh phúc. Khắp nơi thì tràn ngập hình của Hima pháo bông kim tuyến bay ngập trời. Từ người lớn đến trẻ nhỏ, ai cũng vui mừng khôn xiết. Buổi lễ đã kết thúc, gia đình Shin vẫn chưa hoàn hồn, lo lắng Hima khóc vì không được xem phim, nhưng Hima không hề khóc tìm mẹ mà còn đang vui chơi bên cạnh các mỹ nam đây này. Nhà nhà tá hỏa khi bây giờ gặp con gái cũng phải dùng vé. Điều này có ghi trong khế ước rồi mà, người đặt tên cũng đã ký tên luôn rồi. Bố mẹ phản đối vì người kế khế ước chỉ là con trẻ thôi. Gozo lên tiếng nói bố mẹ sẽ rời xa con cái, vì trẻ con là do hành tinh tạo ra, không phải của bố mẹ. Người đặt tên cho công chúa như mang nguồn năng lượng vĩnh cửu cho công chúa. Bố mẹ hỏi Shin có muốn cả nhà trở về sống vui vẻ như trước hay không? Shin không muốn vì không thích việc phải chia bánh cho Hima và chẳng phải Hima cũng đang hạnh phúc đó sao? Bố mẹ Shin hụt hẫng thất vọng. Quay trở lại trái đất, các bạn của Shin sau khi tận mắt nhìn thấy đĩa bay hút gia đình Shin vào trong thì luôn lo sợ. Cả bọn quyết định tập luyện để chiến đấu với người ngoài hành tinh. Bỗng nhiên, Bo phát hiện ra chú giao hàng đã giúp đỡ cho Subin lần trước.
Anh ta ngồi bóp bong bóng thì chất Hima lan tỏa, khiến con người thấy thanh thản hơn. Borden mặt ra không hiểu gì thì được đưa một miếng bong bóng và cũng hít chất Hima rồi trở nên khoan khoái. Tại hành tinh Himawari, bố mẹ Shin đang ngủ say thì giật mình tỉnh giấc rồi bỏ chạy. Nhanh lấy vé tham gia chuyến vi hành của công chúa nào. Shin vẫn còn ngủ nên bố mẹ để cậu ở nhà. Đã tới giờ vi hành của công chúa, người dân đã tụ tập đông đủ ở bên ngoài. Một chiếc đĩa bay xuất hiện, bên trong là Hima và Gozo đứng bên ngoài điều khiển đĩa bay. Bố mẹ Shin la khản cổ gọi con gái nhưng vô vọng. Thấy đĩa bay tới, bố mẹ cùng nhau nhảy xuống, đập mặt vào nóc đĩa bay. Hima nhìn lên, định ra thì lập tức Giản Mỹ Nam xuất hiện, thế là cô bé quên luôn bố mẹ. Ông bà Nohara buồn bã vì như con gái đang rất hạnh phúc như lời Shin nói. Bố mẹ van xin hành tinh hãy trả con lại cho mình nhưng không thể được. Bố Shin đứng dậy đòi đấu tay đôi, đại thần dẹp loạn, ném một cái bẹp, bố bị nuốt trong lớp cao su. Tiếp đó cả hai người bị ném thẳng ra khỏi đĩa bay. Sau một hồi bố mẹ lặng nhìn cảnh vật xung quanh rồi lại nghĩ đến Hima. Có lẽ họ nói đúng, nếu ở lại đây, Hima sẽ có một tương lai sáng lạn. Biết là vậy nhưng không đành lòng bỏ con, hai vợ chồng đang buồn bã thì bỗng một xe chở dâu đi qua, mang dâu đến hoàng cung, hỏi bố mẹ Shin có đi thì lên xe. Trong lúc bố mẹ chật vật đi gặp em gái thì Shin sung sướng đưa Subin dắt đi ăn uống. Khắp hành tinh đều có gắn vô vàn màn hình TV chiếu trực tiếp đến từ chỗ công chúa. Hima quấy khóc, không ưng một món ăn nào, Shin liền bưng dĩa bánh flan leo lên xe, đi tới đó đưa cho Hima. Giận thế thôi nhưng thương em lắm. Shin và Subin đã tới trước mặt công chúa. Shin leo xuống cùng đĩa bánh đưa cho Hima thì bạch tuyết từ đâu chui ra, biến cái áo thành hình ngôi sao đứng chắn. Mọi chuyện được trực tiếp qua màn hình, bố mẹ Shin càng nóng lòng hơn, tức tốc chạy đến chỗ các con. Shin bên này mặc kệ, vẫn chạy tới mang bánh cho Hima nhưng vấp chân, thế là ụp thẳng đĩa bánh vào người Hima, cô bé òa khóc. Shin còn níu em nhưng không được, cô bé được đưa lại vào phòng, còn Shin thì bị đám Mỹ Nam bắt giữ. Bố mẹ chạy tới cứu Shin, hai bên giằng co với nhau, thế là đại thần quân vác nhảy xuống. Lần này bố mẹ Shin quyết ăn thua đủ với họ. Makium lại xuống giải quyết, bắn viên đông cứng nhốt cả nhà vào trong, dùng đĩa bay đưa cả nhà trở lại trái đất. Shin đi học bình thường, cậu kể lại chuyện này cho bạn bè nghe. Bố mẹ Shin thì như người mất hồn, nhìn vào TV chăm chăm vì bị ảo giác, cứ tưởng đó là kênh Himawari. Shin hoảng hốt nói rằng chúng ta có thể hủy khế ước đó mà, nhưng bố mẹ đã nhờ nhiều người rồi, không ai chịu giúp cả. Bố mẹ Shin giờ suy sụp, mất hết lý trí, cứ ngồi xem TV tưởng tượng ra Hima trong đó. Các bạn của Shin thì nhìn thấy bạn mình tội nghiệp nên tìm cách giúp đỡ. Đã không biết làm thế nào thì cả đám nhìn thấy ông chú giao hàng kia, anh ta đứng bóp bong bóng với gương mặt vô hồn, sau đó lại bê thùng hàng đi giao. Cả nhóm lén lút đi theo sau, há hốc mồm khi nhìn thấy quả bong bóng bay lơ lửng trên đầu anh ta, đúng là người ngoài hành tinh. Lúc này Shin vừa ăn bịch bánh của Hima còn sót lại, vừa hối hận vì đã ký vào tờ giấy. Đúng lúc đó, các bạn chạy đến báo tin về người đàn ông, mọi người đi cùng tìm tới tận nhà anh ta. Bố Shin hung hăng bước vào, trách mắng, sau đó nhờ anh đưa đến hành tinh đó nhưng không thể. Trong nhà anh có một cỗ máy không gian, nếu rơi vào đó thì sẽ đến được hành tinh Himawari, nhưng xác suất đến được đó là rất thấp. Shin không nói nhiều, liền nhảy vào trong đó, mở mắt ra đến được hành tinh Himawari rồi. Shin làm lộn xộn hết cả phòng, rồi xông thẳng ra bên ngoài, chạy đi tìm Hima. Đang đi thì bị Mukun chặn đường, hắn biến ra một không gian khác, thách đấu với Shin. Shin không sợ, trở thành sumo với tư thế sẵn sàng. Hai bên lao vào, Shin xuất chiêu ngàn năm đau đớn, khiến tên kia gục ngã trong vài giây. Shin thoát ra khỏi đó, chưa kịp hoàn hồn thì lại bị nhốt trong một không gian khác của Mazu. Bỗng nhiên Shin trở nên khổng lồ. Shin hoảng loạn chạy ra cửa, lấy đà nhảy lên, phóng qua bên cửa thoát. Đĩa bay bay không kiểm soát, thế là đâm sầm vào tòa nhà. Cùng lúc đó, bố mẹ Shin cũng đã vào bên trong không gian Himawari. Mẹ Misa vô hồn, nhớ tới ký ức trong đầu mình. Bố cũng thế, lơ lửng trong không gian, nhìn thấy chiếc máy bay giấy, khiến bố nhớ về lúc cả nhà cùng đặt tên cho Hima. Mỗi người một tên, ghi vào máy bay giấy. Ai bay lâu nhất sẽ được chọn, thế là máy bay của Shin chiến thắng. Himawari là một cái tên rất đẹp. Hima rồi sẽ trưởng thành và vô cùng xinh đẹp tựa như cái tên này. Bố Shin còn tưởng tượng ra cảnh sau này, Hima sẽ chọn được một người tốt làm chồng. Bố từng bước nắm tay con gái bước vào lễ đường, thế nên nhất định không thể để con gái bị những kẻ đó bắt đi được. Lần này đến hành tinh Himawari, bố mẹ Shin sẽ không dễ bị ăn hiếp đâu. Makium liên tục bắn những viên đông cứng về phía hai người. Bố Shin vớ được cây lau nhà, tên Makium bị dính đạn.
hai người leo lên xe của hắn, bay vào trong. Lúc này Shin bước ra một căn phòng tối. Vừa vào, nó liền sáng lên cùng với chị gái Bo Inda đứng về phía xa. Cô thuyết phục Shin hãy để Hima ở lại, cô hứa sẽ chăm sóc cho cô bé thật tốt. Đột nhiên, Shin biến ra bộ đồ sơ sinh, bay vào lòng chị gái, nhưng chưa tới kịp đã bị bố mẹ bay đến đưa đi. May còn kịp chưa bị dụ dỗ. Nói rồi cả nhà lướt đi như một cơn gió. Đang đi bỗng trời tối sầm lại, bố mẹ lại biến mất, Shin chỉ thấy Subin. Lần này là đến lượt Subin thuyết phục Shin hãy từ bỏ ý định, mau mau trở về trái đất. Shin không nghe mà luồn qua ngoái mông chào tạm biệt rồi bỏ đi. Shin bước vào thang máy đến chỗ của Gozo. Bố mẹ Shin đã trở lại chiến đấu cùng Shin. Gozo cất tiếng đây là căn phòng quyết định sự cân bằng của vũ trụ. Gia đình Shin không quan tâm hắn mà đòi trả Hima lại. Shin muốn phá vỡ khế ước, không hứa hẹn gì nữa. Thấy Hima cả nhà đua nhau leo thang lên, đu từ hành tinh này qua hành tinh khác. Bố mẹ sẽ ở đây chống đỡ, còn Shin nhanh chóng chạy tới chỗ Hima. Shin nương theo vòng xoay của các hành tinh và bám vào các mô hình. Lúc sắp với được tới Hima thì lại hụt. Quả cầu chở Hima và Bạch Tuyết đột nhiên bay thẳng về phía mặt trời. Hima đã trượt khỏi quả cầu. Shin lao xuống định cứu em nhưng lại rớt vào mặt trời. Shin ngồi dậy, lại là đâu nữa đây? Đây là căn phòng mặt trời chỉ có đại vương mới được vào. Gozo hỏi Shin ngoài việc hủy khế ước thì nhóc còn nguyện vọng nào nữa không? Shin nói muốn được cùng Hima và Bạch Tuyết sống vui vẻ ở trái đất. Gozo nói Shin hãy tự quyết định đi, chọn em gái hay tương lai của trái đất. Gozo bay tới, nổi lửa hút quanh Shin. Shin tuy sợ nhưng vẫn dũng cảm đối mặt với hắn. Trái đất và cả Hima đều rất quan trọng. Gozo cứ hỏi đi hỏi lại Shin là ai. Shin hét lên tức đến phát khóc. Shin tên là Shinosuke và là người trái đất. Dứt lời Gozo biến mất, Shin quay lưng lại thì thấy Hima và Bạch Tuyết ở đầu bên kia. Thì ra đó chỉ là ảo ảnh của Gozo. Ở bên ngoài, các đại thần nói hãy đưa Shin ra khỏi đó. Gozo nói mình không thể can thiệp được vì công chúa Hima cũng là con người, không thể ở đây mãi mãi với hành tinh này được. Bên trong, Shin từ từ đi về phía Hima. Shin nói với Hima rằng chuyện cậu không cần Hima nữa là nói dối. Hai anh em bỏ qua bỏ lại, khiến cầu nối bị mất thăng bằng. Thế là cả hai ở hai đầu từ từ bỏ qua. Anh một bước, em một bước, cả hai đến được trung tâm của cầu nối nên không bị ngả nghiêng. Shin đã chạm được Hima rồi. Bạch Tuyết lại trượt chân ngã xuống rớt ra khỏi mặt trời, còn cầu nối đột nhiên xoay vòng vòng. Nó xoay với tốc độ cực đại, hai anh em Shin rớt xuống, thoát khỏi mặt trời. Hai đứa nhảy tưng tưng trên các hành tinh, bố mẹ hoảng hốt chạy đến vừa kịp lúc đỡ hai đứa con. Do sự lộn xộn nãy giờ nên các hành tinh đã xếp chồng lên nhau thành một hàng thẳng đứng. Mặt trời nhấp nháy tỏa năng lượng, làm Gozo rơi xuống. Các hành tinh trong vũ trụ xếp thẳng hàng, mặt trời bỗng phát ra năng lượng khủng khiếp chiếu thẳng về hai bên. Vì chỉ có một mình nên hành tinh Himawari phải hứng chịu toàn bộ nguồn năng lượng đó. Nhìn thấy việc này, Gozo bỗng nhớ đến truyền thuyết nhà hiến chết quay mặt lại chính là Shin. Vậy là truyền thuyết đã trở thành sự thật rồi. Gozo lập tức phát TV, thông báo đến toàn thể thần dân. Vật chất Hima đã được giải phóng bởi công chúa và nhà hiền triết. Và vật chất tỏa ra từ mặt trời đã bao phủ toàn bộ các hành tinh trong vũ trụ, có cả trái đất và hành tinh của chúng ta. Vì vậy, hành tinh của chúng ta và trái đất sẽ không phải lo lắng về việc suy giảm vật chất Hima nữa. Chúng ta hãy yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Người dân nghe xong ai nấy đều mừng rỡ. Vậy là mọi thứ đã trở về đúng quỹ đạo của nó. Công chúa Hima không còn cần thiết ở đây nữa. Gia đình Nohara có thể trở về. Cả nhà chào tạm biệt mọi người và lên đĩa bay về nhà. Hẳn là một tập phim vô cùng thú vị phải không các bạn? Hãy theo dõi xưởng anime để lại comment của các bạn về tập phim này. Và đừng quên like, share, ủng hộ cho chúng mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.